đến bến bờ tương lai, để rồi những người học trò ấy sẽ góp phần xây đất quê hương của mình ngày một giàu đẹp, văn minh. Kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng đến với bài hát Đi học xa qua sự trình bày của bạn Dung lớp 6G. Xin kính mời. Xin mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn đến với bài hát Quê hương mình.